cãi lời y sĩ vì không tin mình bận rộn bệnh ung thư vú. Đang là giảng viên của trường Đại học Vinh, có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tâm lý và hai năm nhi ngoan ngoãn. Chị Đậu Bình Hương 1973, thị trấn Vinh, Nghệ An, chẳng thể ngờ mình lại bị y sĩ chẩn đoán bận rộn bệnh ung thư vú. Giữa năm 2016, trong lúc nằm ngủ chị Hương có sờ thấy cục ở địa điểm 12 giờ bên vú trái, lúc đó chị không mấy thấp thỏm bởi trước đây chị đã từng mổ u xơ, sức khỏe chị rất tốt, chơi thể thao đều đặn nên lần này có lẽ cũng không có gì nghiêm trọng. Chị đến bệnh viện ung bướu Nghệ An thăm khám với tâm trạng rất thoải mái, nhận hậu quả của y sĩ về căn bệnh ung thư vú, chị gần như sụp đổ hoàn toàn. Chị Bình Hương từng tin rằng y sĩ đã chẩn đoán sai bệnh cho mình. Lúc ấy tôi vẫn nỗ lực bảo thủ rằng hậu quả sai rồi, y sĩ cũng sai rồi, mình không thể bận rộn ung thư được, chị Hương nhớ lại. Không tin vào chẩn đoán của y sĩ, chị cùng chồng tìm đến bệnh viện ca Hà Nội làm sinh thiết lại với hy vọng hậu quả sẽ khác. Chị Hương kể, những ngày hy vọng hậu quả chị luôn lo kinh hồn và cảm giác nặng nề nề, ngày nào chị cũng cầu nguyện cho cái chẩn đoán ung thư vú kia là sai để có thể mạnh bạo, nối tiếp sống vui và góp sức với công việc. Nhưng sự thật rất phũ phàng, lại một lần nữa chị Bình Hương bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 2 bờ. Cầm hậu quả trên tay tôi muốn quỳ xuống. Tôi nhìn chồng mà nước mắt cứ tuôn trào nghẹn ngào không nói được lời nào, chị Hương xúc động nhớ lại. Ngày 2 tháng 6 năm 2016, chị cùng chồng ra Hà Nội nhập viện đoạn nhũ cắt bỏ vú trái. Sau ca phẫu thuật, cảm giác mất mát, hụt hẫng xâm lấn mọi lý trí, chị đã khóc như một đứa trẻ con trước các mẹ, các chị bệnh nhân cùng phòng. Nhiều người ra sức ăn uống động viên, còn chồng chị, anh nhìn hoàng hậu mà nước mắt tuôn trào, lặng lẽ quay mặt ra ngoài phòng bệnh. Theo lời kể của chị Hương, chị vốn thuộc cơ địa yếu đuối, tinh thần lại không tốt nên thời gian hồi phục rất chậm. Những người bệnh chung phòng mổ kết thúc là tỉnh, hôm sau có thể đi lại, còn chị mổ từ 9 giờ sáng sủi mãi đến tối mới có thể tỉnh lại để ra khỏi phòng hồi sức. Thời tiết Hà Nội thời gian đó rất nóng, lo hoàng hậu ra mồ hôi nhiều, chồng chị thi thoảng lại giặt khăn lau khắp người cho hoàng hậu vì kinh hồn hoàng hậu khó chịu. Ngoài ra, chị còn cảm nhận được nhiều sự niềm nở từ phía họ hàng, gia mê thủ bè, lúc đó mới thấu hiểu và cảm thấy may mắn khi có chồng và người thân ở cạnh bên. Phải tấn công ung thư trước khi ung thư tấn công mình. Sau ca phẫu thuật, chị Hương bị tự kỷ mất 2 tuần, không nói chuyện, gặp gỡ hay nghe máy tính bảng của bất cứ ai ngoài chồng con. Cảm giác mặc cảm khiến chị không thể nào vui miệng lên được. Thời gian này, cân nặng nề của chị tụt dốc không phanh từ 53kg xuống còn 49kg. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi tối tăm, cực khổ như vậy cho đến một ngày, chị vô tình đọc được một cuốn sách do chồng mua về, trong đó có câu, thân bệnh là ta đã bị trúng một mũi tên, nếu để tâm bệnh ta trúng thêm một mũi tên nữa, cùng lúc trúng 2 mũi tên đau sẽ thêm đau, khi đó ta có chịu nổi không? Chị Hương luôn vui miệng, sắn sủa trong cuộc sống. Câu nói đó cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến chị Hương thức tỉnh từ lúc nào không hay. Từ một loài người buồn chán, cực khổ, chị Hương quyết định sẽ đối diện và chiến đấu với bệnh tật. Tôi nghĩ, dù khóc hay cười cợt thì mình vẫn phải sống, bao quanh còn chồng con, người thân và gam mê thủ bè. Từ đó tôi có thái độ tích cực và hợp tác với mọi người hơn. Tôi tìm tòi mọi thông tin, tôi nhập cuộc các nhóm với các chị, em đồng bệnh để có thêm kiến thức, kinh hồn nghiệm cho bản thân. Tôi tự nhắc nhở mình phải sáng sủa vui miệng bởi đây là yếu đối tố rất cần thiết đối với căn bệnh này. Tôi thật sự vui khi học được cách chấp nhận. Với tôi hiện giờ sống bao lâu không cần thiết, cần thiết là chất lượng cuộc sống, và tôi quyết định tấn công ung thư trước khi để ung thư tấn công mình, chị Hương tâm sự. Chiến thắng ung thư nhờ bí quyết vàng của chính mình. Hơn 3 năm kể từ khi phát hình thành bệnh, sức khỏe của chị Bình Hương đã ổn định hơn rất nhiều, chị xoàng xỉnh xuyên vận động thể thao để cơ thể được mạnh bạo. Trong lần khám gần đây nhất, y sĩ thông báo mọi chỉ số trong cơ thể chị đều bình xoàng xỉnh. Hiện giờ, chị vẫn uống thuốc và tiêm theo chỉ định của y sĩ từ 5-10 năm. Bí quyết thắng lợi ung thư của chị Hương không chỉ đến từ thái độ sáng sủa mà còn ở những kiến thức chị đã tự đúc rút ra. 1. Tránh căng thẳng. Căng thẳng kéo dài được chứng minh là làm suy giảm hệ thống miễn dịch và gây viêm, tiền đề cho bệnh ung thư tấn công.
thiền định, yoga, business, nhập cuộc các hội hoa lan trên cả nước là những giải pháp giúp chị Hương giải tỏa căng thẳng. 2. Nói không với đồ bị nấm, mốc. Một số chất trong đồ mốc có mặt trong danh sách những chất gây ung thư nhất. 3. Vận động nhiều. Nhiều nghiên cứu giảng đã chứng minh tập thể dục có thể tạo nên những thay đổi ở hệ thống miễn dịch, giúp phòng ung thư. Chị Hương từng là một giáo viên dạy yoga, tự nhận mình là một con nghiện môn tennis nên sau khi hồi phục bệnh, chị đều đặn sáng sủa tự tập yoga 30 phút, chiều giác hoàng ra sân để được cười cợt, đổ mồ hôi ướt sũng kể cả trời đông lạnh lẽo bước chị Bình Hương chia sẻ. 4. Bổ sung vitamin giờ đều đặn. Vitamin giờ cần thiết với sức khỏe ở nhiều khía cạnh, trong đó bao gồm cả việc làm giảm nguy cơ ung thư. Việc sẽ sung khá đơn giản thông qua đường ăn, uống hoặc tắm nắng mỗi ngày. 5. Giữ gìn cân nặng nề ổn định là điều rất cần thiết, khác biệt đối với những người có tiền sử điều trị bệnh ung thư vú. Việc ăn uống lành mạnh và toàn diện chất dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể gamer thủ mạnh bạo và nhanh chóng phục hồi. Chúng bao gồm ăn một hình thức ăn uống giàu chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, tránh khói thuốc. 6. Làm từ thiện. Hành động tình nguyện, trợ giúp người khác, nhập cuộc công tác thôn hội hay các hoạt động tấn công thức lòng dị tha sẽ tăng mạnh tác dụng hệ miễn dịch. Đây là việc chị Hương đã từng làm khi chưa bị bệnh. Từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nếm trải đủ cực khổ của một bệnh nhân ung thư, nhưng đối với chị Bình Hương, 3 năm qua chưa bao giờ ung thư là dấu chấm hết của cuộc đời mình. Tất cả những việc chị làm đều vì bản thân, vì gia đình và vì muốn gửi đến những người bao quanh, những người đồng bệnh một thông điệp rằng, trong cuộc sống khi mình gặp gỡ biến cố nên tìm một lối rẽ mới. Trong những cái không tuyệt vời ta vẫn nên tìm vẻ đẹp tuyệt vời để thấy được đẹp tâm hồn, đẹp nhân cách mới là đẹp đích thực. Không cần thiết số lượng ngày sống, mà chỉ cần thiết ý nghĩa và chất lượng của một ngày sống. Do vậy nếu còn một ngày để sống sót sẽ luôn là ngày tôi sống vui, sống khỏe và sống có ích nhất.